Hải Băng khoe ảnh siêu âm con thứ ba và tiết lộ luôn giới tính nhóc tỳ. Theo đó, con thứ ba của Hải Băng và ông xã Thành Đạt là con trai. Vợ chồng nữ ca sĩ sẽ đón thành viên mới vào cuối tháng 5 này. Hải Băng kết hôn với Thành Đạt vào tháng 7, 2016. Nữ ca sĩ viên đá nhỏ sinh con gái vào năm 2017. Hồi tháng 7, 2018, cô sinh em bé thứ hai. Thời gian qua Hải Băng không hoạt động nhiều ở showbiz, cô chuyển hướng kinh doanh trên mạng. Tháng 11, 2018, Hải Băng tiếp tục gây bất ngờ khi thông báo mang thai lần 3. Hiện bà xã của diễn viên Thành Đạt mang bầu ở tháng thứ 6 và sẽ hạ sinh thêm một quý tử vào cuối tháng 5 tới. Ca sĩ Hải Băng khoe ảnh siêu âm con thứ ba với sóng mũi cao. Bà xã Thành Đạt tiết lộ về giới tính nhóc tỳ khi trả lời comment của một người bạn. Công chúa hả em, con trai chị ơi, mũi cao giống ngoại. Ít phút trước, nữ ca sĩ khoe một vài bức ảnh siêu âm con thứ ba. Trộm vía lắm, em khỏe, mẹ cũng ổn định. Bầu ba đứa, đi siêu âm đứa nào mũi cũng cao mà đẻ ra thì đứa nào cũng tẹt. Không giống hai ông bà nhà nói gì hết cả, cô viết. Không chỉ tiết lộ con thứ ba có sóng mũi cao, trong đoạn bình luận khi được hỏi về giới tính nhóc tỳ, Hải Băng không ngần ngại tiết lộ là con trai. Dân mạng và fan hâm mộ háo hức gửi lời chúc mừng đến vợ chồng cô. Hải Băng hiện đang mang bầu ở tháng thứ 6. Gia đình Hải Băng Thành Đạt sẽ đón thêm thành viên mới vào cuối tháng 5 này. Lục ảnh thuở mới yêu, vợ chồng đang lê tình bể tình, Ốc Thanh Vân chí rùa thay đổi chóng mặt. Là một nghệ sĩ, cởi mở về chuyện nghề, chuyện đời, nhưng Xuân Bắc lại khá kín tiếng khi nhắc về cuộc sống riêng. Bà xã nam diễn viên có tên là Nguyễn Hồng Nhung là giảng viên khoa sân khấu của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Trong một bài phỏng vấn, Xuân Bắc từng chia sẻ, ở nhà khi sai vợ mắng, anh vẫn nói vâng ạ. Điều đó cho thấy Xuân Bắc vẫn rất nể và cưng chiều bà xã Hồng Nhung. Trong nhận thức hình thời trẻ, cặp đôi khiến công chúng bất ngờ về độ ngọt ngào tình tứ, không kém lớp trẻ ngày nay. Xuất thân trong một gia đình không mấy khá giả, nhưng nghệ sĩ Chí Chung lại đem lòng yêu thương cô tiểu thư nhà giàu Ngọc Huyền, con gái của một chủ tiệm ảnh nổi tiếng phố Huế. Suốt nhiều năm trời, đôi tình nhân trẻ vấp phải vô số phản đối dèm pha từ cả gia đình và dư luận. Dù vậy, Chí Chung, Ngọc Huyền vẫn kiên quyết bảo vệ tình yêu bất chấp khó khăn về tài chính và chênh lệch địa vị, để nên vợ nên chồng, cưới nhau về ở tại căn gác nhỏ hơn 10m² của mẹ Chí Chung để lại. Cô tiểu thư Ngọc Huyền chỉ được phân một chiếc giường nhỏ, phải đi xin những bức họa báo về gấp lại để làm tấm rideau kín đáo. 33 năm kết hôn trải qua nhiều sóng gió, cũng có khi vợ chồng lục đục, nhưng vì tình yêu cả hai cố gắng thông cảm cho nhau và tiếp tục xây dựng mái ấm gia đình. Học chung trường Trung học Phổ thông Thăng Long, Hà Nội, Khải Anh và Đan Lê nhanh chóng bén duyên bằng một mối tình gà bông thuở học trò vô tư. Những năm 1998-1999, khi trào lưu chụp ảnh Hàn Quốc đang thịnh hành, cặp đôi đã có khá nhiều bộ ảnh tình tứ ngọt ngào làm kỷ niệm. Tình yêu đẹp tưởng chừng đã có thể cập bến hạnh phúc, bất ngờ tan vỡ. Khi Khải Anh đi du học, sau khi chia tay tình đầu đang lên xe hoa với biên tập viên Xuân Hùng. Hôn nhân không hạnh phúc, nữ biên tập viên xinh đẹp nhận ra Khải Anh mới là chân ái cuộc đời này. Ngày 16 tháng 2, 2011, cặp đôi chính thức về chung một nhà sau nhiều năm xa cách, bỏ ngoài tai những lời dèm pha. Đến nay, Khải Anh và Đan Lê vẫn là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt, vừa hỗ trợ nhau trong công việc, vừa là những người bạn đời thấu hiểu chia sẻ cho nhau mọi vui buồn. Hồng Đăng kết hôn từ khá sớm với cô bạn thân Anh Đào, gây bao tiếc nuối cho người hâm mộ. Xem lại những bức ảnh cũ của cặp đôi có thể thấy, đám cưới của họ chẳng cầu kỳ xa hoa, nhưng hai người đều không giấu được ánh mắt hạnh phúc khi được sánh vai bên người mình yêu. Trải qua nhiều năm, dù có những lời xì xào về sự chênh lệch ngoại hình giữa hai vợ chồng, nhưng Hồng Đăng ngày càng yêu thương chiều chuộng bà xã nhiều hơn, chứng minh cho mọi người thấy tình yêu của họ. Lấy vợ kém 16 tuổi, ngay từ những ngày đầu hẹn hò, Lý Hải đã được nhiều người ngưỡng mộ vì có được trái tim của một mỹ nhân vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như hot girl Minh Hà. Vượt qua chênh lệch tuổi tác, Lý Hải Minh Hà trở thành một trong những cặp đôi vợ chồng được yêu mến nhất nhì showbiz. Có lẽ khi đi chụp ảnh báo cho một tạp chí tuổi teen vào năm 2008, Công Vinh Thủy Tiên không ngờ rằng đây là mối lương duyên trọn đời của họ. Dù có những khác biệt về tính cách và lĩnh vực hoạt động, nhưng cả hai vẫn trở thành một nửa của nhau và giờ là một đôi vợ chồng hạnh phúc bên con gái bánh gạo. Yêu nhau từ tuổi ô mai, cô nữ sinh gương mẫu Thanh Vân bất ngờ trúng tiếng sét ái tình với cậu học sinh cá biệt Minh Trí, thậm chí nàng Ốc còn là người cầm cưa trước.
Tuy nhiên, khi Thanh Vân quyết định sẽ thi vào trường đại học sân khấu điện ảnh, Minh Trí phản đối quyết liệt, cả hai đường ai nấy đi. Chia tay nhau được vài tháng, cả Thanh Vân và Trí Rùa đều đã có người mới, nhưng nhận ra bản thân còn nhiều tình cảm. Cô Ốc lại theo đuổi chàng Rùa một lần nữa, cả hai quay về bên nhau, tổ chức lễ đính hôn, nhưng lại chia tay. Lần thứ hai trở về bên nhau, cặp đôi chính thức làm đám cưới vào tháng 10, 2008. Sau 10 năm yêu, đến giờ gia đình nhỏ của nữ MC đã đón thêm 3 thành viên mới. Ốc Thanh Vân cũng chia sẻ, chồng là chỗ dựa vững chắc cho mình và luôn sẵn sàng lắng nghe, là người luôn ở bên cô lúc gặp khó khăn trong cuộc sống. Sau khi kết hôn, được bà xã chăm sóc mát tay, Chí Rùa ngày càng đẹp trai phong độ, không còn là anh chàng cao gầy thư sinh. Ông xã Ốc Thanh Vân ra dáng quý ông Thành Đạt bảnh bao, nhiều người cũng cho rằng hẳn tình yêu và hạnh phúc viên mãn đã khiến Chí Rùa ngày càng lên hương nhan sắc. Sau 4 tháng, con trai nuôi Hoài Linh giải nghệ, bạn gái hé lộ tổ ấm ở Sài Gòn. Bạn gái của Hoài Lâm là Bảo Ngọc chia sẻ hình ảnh đời thường gây chú ý của đông đảo fan. Tháng 10, 2018, Hoài Lâm chính thức tuyên bố giải nghệ 2 năm. Lý do nam ca sĩ đưa ra là do sức khỏe và tinh thần không tốt. Sau đó không lâu, một số hình ảnh nam ca sĩ và bạn gái trong tiệc thôi nôi của một bé gái rò rỉ trên mạng xã hội, làm dấy lên nghi vấn cặp đôi đã có con sau thời gian dài gắn bó. Tuy nhiên, cả Hoài Lâm và bạn gái đều không lên tiếng về thông tin này. Sau 4 tháng, nam ca sĩ sinh năm 1995 tuyên bố giải nghệ. Bạn gái kém 2 tuổi của anh là Bảo Ngọc mới đây bất ngờ chia sẻ chùm ảnh căn nhà thành phố Hồ Chí Minh. Cô chia sẻ tổ ấm này có diện tích 42,2m2. Bên trên 18m2 là phòng ngủ, tủ đồ bàn makeup, bên dưới là phòng khách, bếp, phòng làm việc. Được biết căn hộ này Bảo Ngọc mua và ở từ năm 2018 đến nay. Tuy nhiên, do muốn có không gian rộng hơn nên cô sẽ chuyển qua nhà mới. Trước đó không lâu, bạn gái Hoài Lâm đăng tải một khoảnh khắc ngắn của cả hai lên story của Instagram cá nhân. Hình ảnh này nhanh chóng được người hâm mộ chụp lại và chia sẻ rộng rãi. Có thể thấy thần sắc Hoài Lâm đã rạng rỡ hơn hẳn thời điểm chưa tuyên bố giải nghệ. Anh dường như hạnh phúc và an tâm hơn với cuộc sống bình dị hiện tại. Bảo Ngọc và Hoài Lâm biết nhau từ năm 15-16 tuổi. Cả hai yêu nhau được 3 năm rồi chia tay. Sau đó cặp đôi mới yêu nhau lại và gắn bó đến nay. Nói về chuyện tình cảm, Bảo Ngọc từng chia sẻ với chúng tôi, khi bắt đầu yêu, Hoài Lâm chưa nổi tiếng. Trong khi đó tôi còn khá nhỏ nên gia đình ngăn cấm. Gia đình rất khó nên tôi không chịu nổi áp lực, cứ nghĩ chuyện tình cảm này không thể tiến xa hơn nữa nên mới từng chia tay Lâm. Gia đình chỉ có mình tôi là cháu gái nên giữ rất kỹ. Tôi từng bị cấm dùng điện thoại, dùng mạng xã hội hay đi chơi với bất cứ bạn bè nào. Sau giờ học về nhà tôi chỉ được đi với gia đình. Đến hiện tại gia đình đã thoáng hơn rất nhiều, một phần vì thấy tôi và Lâm trưởng thành và chín chắn hơn trước, cháu gái danh hài Bảo Quốc kể. Thời gian đầu yêu nhau, Bảo Ngọc Hoài Lâm khá thoải mái công khai các hình ảnh thân mật. Tuy nhiên về sau cặp đôi muốn giữ cho mình hơn. Mỗi lần tôi chia sẻ gì trên mạng xã hội là sợ lắm vì được khán giả và truyền thông chú ý. Chưa kể là nhiều thông tin theo dệt, Bảo Ngọc chia sẻ. Về dự định tương lai, Bảo Ngọc nói, chuyện lập gia đình tôi nghĩ là do duyên. Bây giờ tôi có muốn mà duyên chưa đến thì cũng không được. Mọi người hay bảo, người tính không bằng trời tính. Vừa sắm xe sang, vợ Tuấn Hân lại tậu nhà tiền tỷ, nội thất sang trọng đến hoa mắt. Dù chưa dọn về sống hẳn, nhưng những hình ảnh về nhà mới của nam ca sĩ đã khiến nhiều người trầm trồ. Sau khoảng nửa năm thi công thì bà xã Tuấn Hân một lần nữa khiến mọi người bất ngờ khi sở hữu một không gian sống cực hoành tráng. Vào khoảng tháng 6, 2018, Hương Baby đã khoe trên trang cá nhân việc vợ chồng cô vừa bỏ số tiền lớn để tậu về một căn biệt thự hoành tráng. Tuy nhiên họ không chuyển về sống liền mà còn dành thời gian để thiết kế, chỉnh sửa lại theo ý muốn. Mới đây nhất, người đẹp gốc Hà Thành tâm sự, còn 15 ngày nữa thôi là được về tổ ấm mới của gia đình mình rồi, mong chờ từng ngày bố Hân nhỉ. Đi kèm với lời mong mỏi thì vợ giọng ca nắm lấy tay anh cũng không quên chia sẻ một số không gian sang trọng tại nhà mới. Được biết, không gian sống của họ là một trong những khu đô thị đầu tiên tại Việt Nam, sở hữu khu biệt thự bên sông sang trọng đẳng cấp, được thiết kế và xây dựng theo mô hình của thành phố Venice của Italy, có quy mô sánh ngang với những dự án biệt thự cao cấp trên thế giới. Phòng khách với diện tích khá rộng và nội thất hiện đại. Một không gian khác khá rộng, nối liền với phòng khách là nơi Tuấn Hân có thể tạo nên những ca khúc thông qua chiếc đàn đặt giữa nhà. Khu vực phòng bếp và bàn ăn cực kỳ sang trọng. Đến cả khu vực bồn tắm, nhà vệ sinh cũng làm người khác hoa cả mắt.
nhiều lời chúc mừng đã được gửi đến vợ chồng nam ca sĩ. Là một ca sĩ nổi tiếng nhất nhì làng giải trí Việt, Tuấn Hưng khá đắt show, không chỉ trong nước mà cả nước ngoài. Nhiều năm đi hát, nam ca sĩ kiếm được nguồn thu nhập lớn từ tiền cát xê. Ngoài làm ca sĩ, anh còn tham gia kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác. Không chỉ có nhà đẹp, Tuấn Hưng còn có cả xe hạng sang. Nam ca sĩ còn làm mọi người hoảng hốt khi đã chinh lên bàn tay cho chiếc siêu xe hơn 16 tỷ đồng. Vợ của Tuấn Hưng cũng phụ giúp anh trong việc kinh tế gia đình. Cô là chủ một cơ sở chăm sóc sắc đẹp nổi tiếng và có cả chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, ngoài việc hoàn thành xong căn biệt thự mơ ước, thì cặp đôi còn nôn nóng đón thêm thành viên mới trong năm 2019. Tuấn Hưng là một trong những ca sĩ thành công nhất nhì showbiz Việt. Ngoài những ca khúc hit, thì cuộc sống sung túc và hạnh phúc của vợ chồng anh luôn làm mọi người phải ghen tị và mong muốn có được.